Máy châm cú điện châm ha. 12 kim. 16 kim. 20 kim. 20 kim, 5 cọc. Đấy, 5 cọc. 16 kim là 4 cọc. 12 kim 3 cọc ha. Tần số. Cái chữ tần số on off là mở lên nè. Đó, nhanh chậm nè. Đó. Nhanh chậm nè, tần số mạnh yếu nè. Rồi. Đầu cắm của nó nè. Cắm ở đây nè. Rồi hai cái đầu kẹp đó. Kẹp dương âm ha. Mình có thể xài kim tuệ tĩnh hoặc là kim tâm ấn. Lưu ý nha. Cái kim này nè là kẹp ở dưới cái phần kim loại nè, phần trên này nó bọc nhựa nè, không ăn điện nè. Đó, không biết người xài sao mà không có bị ăn điện được đó là do ở phần trên này nó có bọc lại rồi, bọc một lớp nhựa để chống bị gãy xét. Đó, nên khi mình kẹp thì mình kẹp ở dưới này nè, phần kim loại nè. Rồi. Cái máy này có thể xài được cái miếng dán xung điện nữa. Đây, miếng dán xung điện nè, thì mình kẹp hai cái đầu dương âm vô thôi. Đây, kẹp hai đầu dương âm vô. Mở máy lên. Mình càng để hai cái miếng dán nó gần nhau thì nó càng mạnh thôi ha. Đó. Mạnh hơn nữa nè.